Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Lưu ra. Đứa trẻ tiểu bi này từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh. Sau khi mẹ của nó bị bệnh qua đời, đứa trẻ này liền bị bệnh nặng. Nhưng mà khoảng thời gian này trong rừng trúc ở phía Tây có mở một y quán hoa thị. Ta liền đưa nó đến đó để chữa trị. Đợi sau khi tiểu bi hồi phục, luyện được võ công gia truyền nhiều năm như vậy, hắn lại không muốn luyện tiếp nữa. Lại cứ đòi học y thuật quỷ quái của tên họ Hoa kia. Ta bình thường cũng không rảnh rỗi để đi chăm sóc cho nó, nên đã đồng ý với thỉnh cầu bái sư của nó. Đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên ở trong y quán. Nó đã học y được mấy năm, nghe quen tai, nhìn quen mắt, bị y thuật mê hoặc, giết người phạm phải lỗi lớn. Hey, đây đều là sự sai sót của ta. Giết người, giết ai? Đây rốt cuộc là sao? Lúc đó quỷ y đưa con gái, con trai ra ngoài hành nghi, chỉ còn lại newbie trong trường nghi quán. Có một đứa trẻ bị bệnh nặng, cầu y đến nơi này. Kết quả nó dùng dao mổ phần ngực của đứa trẻ ra. Khi bắt nó, chúng ta đã hỏi nó tại sao lại giết người. Nó chỉ nói bản thân cứu người trị bệnh. Nhưng trị bệnh nhất định là phải nhìn nghe hỏi sờ, kê thuốc, châm cứu. Sao có thể mổ bụng ra được chứ? Khi mọi người đang nghi ngờ y quán lại cắt đứt quan hệ sư đồ với nó. Tiểu Bi chạy trốn ở trong đêm, còn trộm bảo kiếm gia truyền của Lưu gia, đến hôm nay mới về cùng với người. Nói đi nào đi, nhưng nhìn bộ dạng hắn vừa mới đến trại cáp mồ đem theo quần áo, còn đưa theo hai huynh đệ tốt. Có lẽ cha của hắn nén nuốt nhét vào cho hắn phòng thân. Bây giờ nhớ lại, nhất định là tên quỷ y đó đã trồng phải yêu thuật gì đó cho Tiểu Bi từ khi còn nhỏ rồi. Đứa trẻ này mềm lòng và hiểu chuyện nhất, sao có thể trở thành một tội phạm giết người được chứ? Vậy, quỷ y của y quán Hoa Thị, bùa chú ở trên tường rốt cuộc là sao? Đó là chuyện của lửa năm trước. Người ở trong thôn đều biết, y quán nhập hàng đều có rất nhiều rượu mạnh, cũng không biết làm cái gì. Có một tên nghiện rượu để ý đến rượu của y quán. Nhân lúc y quán không có người, nửa đêm hắn liền lẻn vào trong hầm đất để trộm rượu. Không ngờ khi mở vò rượu ra, chỉ nhìn thấy một lần. Khí lạnh từ trên đầu lạnh đến sau chân. Tên nghiện rượu đó suýt chút nữa là bị thứ trong vò rượu dọa cho phát điên. Là thứ gì? Nghe nói, trong vò rượu đó dùng rượu mạnh ngâm đầy thịt người, tim, phổi, xương của người. Ta đã nói bọn họ sao có lòng tốt như vậy, còn vô duyên vô cớ xử lý hậu sự cho người chết. Bộ dạng nương nghi cứu đời thì ra là quỷ ăn thịt người cải trang thành. Chẳng qua là lấy danh nghĩa để khám bệnh, bắt mạch, mượn việc xử lý hậu sự, kèm khát máu thịt của người chết. Nói không chừng, người không trị khỏi bệnh cũng là do bọn họ hãm hại. Con trai của quỷ kia vừa cao lại vừa mạnh mẽ, nhất định là ăn thịt người. Còn có quỷ lông trắng, bình thường đến ngay cả ánh sáng cũng không dám nhìn, cả ngày đều là quỷ ăn thịt người. Cả nhà này đều là quỷ ăn thịt người. Đám người bọn họ vừa muốn ăn thịt người, vừa nén nao nén nút, nghĩ cách che giấu, không dám trực tiếp ra tay, đúng là khiến người khác muốn cười nhạo. Sau đó thì sao? Chuyện sau đó đúng là khiến người khác thấy vui. Cả nhà của quỷ y sau khi quay về, phát hiện hầm đất có người đã đến. Cũng nghĩ tới di chuyển chứng cứ phạm tội, chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng mà đã muộn rồi, người trong thôn đã bố trí thiên la địa võng, hắn không thể nào chạy thoát được.
mọi người đều phát hiện bí mật quỷ y ăn thịt người. Cuối cùng, ác quỷ ăn thịt người này ở cửa hầm của hầm bị các người dân trong thôn phẫn nộ đánh chết.